Chào nè. Chào. Xin chào mọi người. Chào cả nhà. Hôm nay gia đình của Cao Thanh Nhàn Channel giới thiệu là mình vườn mò nghêu nè nha. Đây giờ mò nghêu ở dưới kênh lên nè. Giờ chuẩn bị mình nấu nghêu nha. Giờ ngâm nước mưa, ngâm nước mưa bây giờ sạch rồi nha. Được như đây nè. Wow, được. Đây là hai đứa con của Cao Thanh Nhàn Channel nha mọi người. Rồi, nè, như đây đủ ăn rồi nha các bạn. Có chim chép nữa nha. Như đây đủ ăn rồi nha các bạn. Con chim chép mà chim chép nhỏ này, này ở đê nha. Có chia sẻ vị trí trên ấy của mình đó. Nè con nè, nè để lát đi nè. Đi đi lại nhúng đưa nước nè. Đây còn ở sau đây đang bắt cái bếp đang bắt cái bếp nấu nước nha. Trời nó sôi lên cái nó sôi lên cái mới bỏ nghêu lên nha. Chờ sôi lên là mình nấu kem chép nha. Nấu kem chép là cái gì nữa? Có vợ nè, vợ ngồi nè, vô luôn rồi. Giặt nước đây giờ trước mình á. Coi nước có sôi chưa nha mọi người. Này chung tránh Covid nè. Vô đây ấy. Rồi nước sôi rồi nè. Coi bây giờ lấy cái rổ. Nhờ bà xã quay giùm coi nè. Tốt mùi rồi. Thấy không? Qua đây. Vậy nãy ngâm từ chiều giờ mưa chắc sạch rồi. Để vô vậy vớt đây nha. Vớt ra đem lượt nè. Thấy đồng hồ nó nhảy không? Có. Bây giờ mình luộc ra. Luộc ra cái rửa nước rồi nữa nha. Rồi không kết thúc đi. Vỏ giữa đó. Bấm cái hai cái lại. Đây nè. Nước sôi nha. Thì đổ vô. Thì đổ vô và nấu. Không có nhồi nha. Cũng như con á. Ra rồi luôn. Rớt cái nắp luôn rồi đây. Trong rẫy nè, đang trốn Covid nha. Nấu không ăn. Nấu không ăn đúng không? Ừ, nấu ra ăn. Đổ bớt lên để nó trào lên cái nó nổi lên cái. Không ăn được. Rớt cái đất. Rớt mấy con chị xin đất luôn. Nè, lại quay cái nồi này, nó hãy ra rồi. Nó hãy ra từ từ nè. Mèo. Bé. Chế lên nó kìa. Nguyên mới thấy. Hả? Ừ, thì canh cái máy, cầm cái máy, cái góc máy này chứng rõ nè, nó hở từ từ ra nè, nó trắng rồi không? Trắng từ từ ra nè. Bắt đầu nổi lên nè, nổi lên lấy giật nè, quậy cho nó quậy như nè, cho nó từng lên, bắt đầu nổi lên nè, sôi lên cái mới nổi nha. Nổi lên từ từ nè. Qua nhà cái nóng giỏ, quá. Cái giỏ lột ra hả bà? Cầm máy nó cao nên là cầm theo cho cái giỏ nó lột ra hả bà? Hả? Giỏ nó lột ra. Ừ, nổi lột ra, nổi từ nè, nổi lên nè. Cái con chim chép nó hở ra luôn nè. Nóng quá. Thôi chim chép nó ngon lắm bà. Ừ, chút bà rửa là cái nữa cái bà xào cái bà nấu hủ tiếu chăng ha. Ba hồi bữa trên chén nó dài cỡ đó mà nhỏ xíu rồi nướng
đậu của ôi đi khỏi ba cò vòng luôn. Đổi cái bếp nha mọi người, tại cái bếp kia để cao quá nó không có chịu sôi nè. Giờ ấy cái bếp này nó mới sôi nè. Ủa chưa sôi nữa hả? Cho 10 giây á. Trời ơi, bắt đầu nó sôi nổi lên nè. Ây da, cái chùm lửa nó vô con bên này nóng không có tay nha. Anh hai cho thêm. Vớt ra nè. Trời ơi, nó đẹp quá. Thịt thôi bà. Ừ, thịt ra, nó ngon cả không. Cái lột cà phê của mày, lấy cái đầu lột cà phê của mày này, chế luôn. Bà lát cho thêm 2-4 giây nữa. Ủa chín hả? Quậy lên nè, quậy cái nó nổi lên nữa nè. Đó. Bà lấy một cục ăn được không ạ? Biết cái này hồi đó đi đi đâu giờ... Lấy một cục ăn được không? Mới biết cách làm không? Lấy một đó đi đám cưới ở... ở Thành Hưng á, Thành Hưng. Ăn lấy một cục ăn được không? Ăn không chưa được không? Để lát qua xào lên đó. Xào lên nó hủ tiếu ăn ha. Gỗ không thấy. Ở xào lên hủ tiếu. Để xuống không thấy cái nào. Để quay cái rổ thôi, quay kéo từ từ đó, kéo lẹ quánh lắm. Nó mới tập sự cho caramel. Đừng có điên. Gỗ nè. Quậy lên nổi nè. Đó. Quậy ngay cái nào nè. Thấy không? Nước trà. Ba cái này trông đá quý quá bà. Đá quý hả? Dạ. Quý à? Giống quý á. Đá quý à? Đồ hiếm có hả con? À. Trông đá quý hả? Ngọc trai hả? Dạ. Ngọc trai quý á, mày lấy cái tài hành hành cáo. Không biết ông kia về cái chiều cực nấu không ha? Nấu xong vợ chồng nhà vợ lượt thấy bà luôn. Chiều có ông trọng bắt chung. Bà nhớ là còn chín chưa? Ừ. Này được rồi, đổ như là lợm chứ trôi gì hết. Ừ, biết chừng nào lợm chứ hết. Để lắc ra hết nước ngọt nha. Thịt thịt đi chứ còn, đừng đen. Đó hù. Nè con. Nó không sôi lên, nó không vô ra. Nó sôi lên. Vớt phần nào nó nằm trong vỏ mình rửa lại nha. Rửa rồi cái mình lụm ra. À, tắt cái nè, lụm. Tắt ra lụm. Ừ, lụm đi vô coi. Lụm vỏ nè, vỏ nè. Hốt cho nó ăn nè. Có con đến nãy phụ nè. Đó. Hốt nè, hốt ăn nè cho nó ăn. Con này con nó nằm đây mình vũ ra. Ừ, con hốt vô bỏ ở đây. À, bỏ cái này nè. Tại bắt ít làm rảnh rảnh làm kỹ chứ gấp thì nhiều thì mình không có dứt trong đây ra luôn nha, bỏ luôn. À, con đóng ở đây nè. Rồi chết rồi. Còn nguyên con nó tưởng sao mà chưa ra để coi thử đi. Sống nè, còn nguyên con luôn nè. À. Dùng còn sót á. Sót dính là vũ nè. Đây nè. Nè bà làm cho mà. Quay dính còn không? Nè được. Cái ra đây dọc cúng à.
ngã ngã cái máy điện thoại qua kìa. Nè ra này văn phòng á, né ra con. Ba bà lớn cái này chẳng công trình làm được như đây này nha, ngồi hết dứt nữa đó. Ui dạ, vàng né ra coi con. Không quên để ráo vô cái rổ để ráo nước nha mọi người. Nó có cái gì sơ sót thì mọi người cứ bình luận chia sẻ nha, góp ý kiến nè, làm video cho nó hay hay hơn. Con cùng hả? Con kể cha con mình mò phải không? Bỏ thêm nước đường vô cho ngọt. Muối. Con ruộng con rẫy nha, có gì chế đó nha mọi người. Có gì chế đó luôn nha. Nước chế nước mắm với nước đường vô rồi. Không, cái này chế nước mắm à. Muối, đường, niêm. Em ngủ ở đâu rồi? Con lấy cái tô ấy đi, ba nấu nước trộn hủ tiếu. Đem dẹp cái tô đi. Chừng nào tới nãy. Bỏ tiêu miếng tiêu luôn nha. Hứng như nào để làm cái ào vô cái. Làm cái cẩn hộ, cái đổ lên ra một tấm luôn nha. Chế miếng nước mắm luôn. Ba nước mắm làm từ cá à? Ừ. Rồi mà. Nước mắm làm từ cá. Cá còn nấu nước nó kia nữa mà đó gì. Mở lên, vào. Rồi, tắt đây. Đây quay cái mặt đi. Xin giới thiệu là xuống. Đây là hủ tiếu nha, hủ tiếu này là phải mua đi dịch cách ly phải mua lần một bịch gì nè mình ăn như mình lấy nha, bỏ vô nước sôi nha, nước sôi xích lại. Vậy cái nhà nấu tô ăn như đây cái này mình nấu. Ê né con, né không? Né ra để phòng. Vô kiếm phòng. Con hủ tiếu ăn mì. Con tèo là hả? Mì nữa ha. Mì nữa ha, mì lấy có mì đây. Một gói thôi, cũng chú mì nha mọi người. Đẩy đi con. Đây, mì hảo hảo, gấu gõ nha. Này chua cay, không có nêm nha, để nêm mì làm hủ tiếu mì hến nha. Mấy cái này thôi. Cái này chỉ là hủ tiếu mì không luôn các bạn. Hủ tiếu mì hến. À, bỏ đây. Mà khó cần, khó bỏ cái muối vô hả? Này, bỏ lên bỏ đi nha, bỏ đây. Bỏ đây có nêm cái gì nữa. Dạ, đây. Đầu mình trộn hủ tiếu với trộn mì nha. Né con, lấy cái đầu ra. Hủ tiếu mau mềm hơn mì á. Tắt qua đi, tắt đi. Quay với cái nồi. Rồi bây giờ múc ăn nữa nha. Tại con lính nó đòi ăn hủ tiếu mì với lại ăn cơm chiên. Thì giờ mình ăn nữa thôi, sáng mình chiên cơm nha. Đó
đậu trang trí nha. Trang trí vô khách hành nè, đó. Trang trí xung quanh ba. Ừ, từ từ đó trang trí. Coi nhìn trong đêm mà ba không cần kiếm mới thì hay. Coi nhìn trong đêm mà ba không cần kiếm xung quanh đó, còn chỗ thứ ba. Giờ là thăng ký cái màu vô. Tự nhiên bỏ ớt vô ăn cho nó cay. Này cần gì lá nha mọi người, có cái ở trong trong ruộng trong rẫy có gì mình đó, mình nêm cái đó nha. Rửa rồi con. Ủa có sâu á mình bỏ hả? Bỏ lá quế vô nó này nha. À. Lá quế bỏ sao đi. Gốc hành bỏ luôn, gốc hành trang trí cho đẹp thôi chứ ai ăn sống ai không sống nữa ha. Rồi trái ớt này tại có nhỏ em nhỏ nha, em để vô có màu thôi nha, nó trắng xanh vàng đỏ nè. Ăn rau răm bỏ rau răm vô luôn. Đó. Trắng. Nè nha con. Trắng xanh vàng đỏ. Xanh lá cây nữa. Rồi chế vô nè. Đó. Quá đã luôn. Đó. Ba cái chiên cái này luộc hả? Hả? Cái chiên cái này luộc hả? Hả? Đó. Cái chiên này luộc đúng không? Bắt đầu trang trí lên nè. Nó lá quế nha, lá quế đây cũng mới trồng nó lên hơi cũng xấu xấu nha mọi người. Đó. Ba trang trí lên nè. Ba. Hả? Cái kia chiên này luộc hả? Ừ, trang trí lên. Là một cặp ớt luôn nha. Cho lính nhỏ ăn tét gàng luôn. Đó. Còn có dám ăn không? Nè, trang trí lên cái chụp quay hình cái ra mình dứt ha. Đó. Bây giờ còn thiếu một món nha mọi người. Giờ mình bỏ cái trứng gà vô nữa, làm hai trứng luôn. Đúng không? Làm hai trứng luôn cho đẹp nha các bạn. Vậy có gì mình làm đó ha, làm hai trứng luôn nha. Gà thì trứng gà ở nhà đẻ nha. Để luộc miếng nước bỏ vô cái. Mẹ coi điện thoại không có quay clip được mình nướng ra. Hả? Mẹ không biết quay clip. Mẹ không biết có bóc quay. Hồi đó mẹ không biết quay mà mình vẽ mẹ là con nói mẹ á, mẹ không có biết quay clip á là con nói mẹ con hậu hoài sao không con ngộ mèo ô mò ao quá không có quay clip được, con nói gì đó con bắn không. Vừa soi lên vậy nè mọi người. Đó, ha. Soi lên thì kỳ quá. Soi lên đổ vô nè. Đổ vô. Đó. Nó dính đây nè, dính đây nè. Tại ba đâu phải đầu bếp đó chuyên nghiệp đâu ba vậy nè. Đó. Đổ xuống. Mất hết thẩm mỹ luôn rồi. Ờ dính chưa? Họ dính cay rồi. Hả? Rồi, ăn chung đi. Nè con hết đi. Ờ đúng chưa? Lấy cái chén này, lấy chén này cái muỗng múc đi. Rồi, mời mọi người nghe, bắt đầu vô chút nha. Vô một chén nha. Đây, vô chén này. Ê, ớt này qua không được đâu, để bà ăn. Thôi đi nha. Chén to này đi. Bự dễ ăn, không có rớt không phải. Ha. Rồi. Bắt đầu cộng lên. Mẹ lên ăn nè. Ngon lắm mọi người ơi. Ngon lắm nè. Không có camera chuyên nghiệp quay thì mẹ lên ăn nè. Nhìn được mấy cái. Nhức nát.
này ha. À, chia cho lính ăn miếng nha. Tiếu nè. Trứng chiên đúng không? Con nghêu nữa không? Nghêu sọt hết. Bây giờ cắt cho bà luôn. Trứng nữa nè ha. Trứng không? Nè. Nước không? Nước qua nè. Hết rồi. Nóng nha. Hả? Ừ, con gà bùi giấc ao cho. Đây. Bỏ con miếng hành ăn đỡ đi. Ăn cho tập, ăn cho quen. Hành ăn được không? Ừ, muốn hành ăn luôn. Nè, xin rửa đi, bà kiếm đỡ, lấy đồ rửa nữa ra. Bây giờ ờ, chứ mẹ ăn, mẹ không ăn luôn ta. 1 đôi 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 1 đôi
Cao Thanh Nhàn channel xin một lượt like, một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Nhớ đăng ký kênh bên cái chuông á, góc phải á. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp video kế tiếp ạ.